Có rất nhiều anh em hỏi là mình đã mua cái máy cưa xích ấy, thì bao nhiêu tiền và mua ở đâu. Thì thực sự mà nói thì đây không phải là một cái máy hoàn chỉnh anh em ạ. Mình thì thuộc dạng là chế cháo thôi. Đây là mình sử dụng cái máy cắt góc và mình mua thêm bộ lam xích để chuyển đổi từ cái máy cắt góc thành một cái máy cưa xích dùng để cắt gỗ. Thì về cơ bản là cách lắp ráp thì nó rất đơn giản thôi, anh em có thể xem từ đầu quy trình lắp ráp của mình. Cái này thì anh em có thể lắp được cả vào cái máy pin và cái máy cắm điện luôn nhé. Khi lắp xích vào lam thì chú ý là cái chiều xích nó chạy nhé. Nếu lắp ngược thì thứ nhất là nó không chạy được, cái thứ hai là nó cũng không cắt được đâu. Một cái chú ý nữa là khi mà lắp thì anh em nên kéo nó tương đối căng căng cái xích lên một chút, không thì nó sẽ bị tuột nhé. Với nhu cầu của mình thì mình không dùng nhiều ấy, nên là thỉnh thoảng mình mới lôi ra dùng nên là mình sử dụng như này. Nếu anh em nào dùng nhiều thì có thể mua luôn một cái máy chuyên về cưa, không phải tháo lắp gì cho nó rắc rối. Mình thấy là cái máy cưa đấy thì nó cũng chỉ vài trăm nghìn thôi. Còn mua riêng cái bộ lam này thì nó chỉ hơn 100 nghìn. Nào dùng thì mình sẽ lắp vào, còn không dùng thì mình sẽ tháo ra và sử dụng cái máy cắt như bình thường. Anh em nào quan tâm thì có thể nhấp vào giỏ hàng để có thể đặt mua ngay bộ lam xích này nhé.